Kính chào các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mất dấu F0 Việt Nam có lo vỡ trận. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2020, trong cuộc họp thường trực Chính phủ, nghe báo cáo của Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi thực hiện nghiêm hơn chỉ thị 16 về cách ly xã hội trên toàn quốc để không vỡ trận. Trong lúc Việt Nam đang bước vào giai đoạn mất dấu bệnh nhân F0 mắc viêm phổi Vũ Hán. Thủ tướng nêu rõ không để tác động tới tình hình kinh tế làm thay đổi tinh thần của chỉ thị 16 mà cần thực hiện nghiêm túc hơn. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp. Mục tiêu được đưa ra là không để vỡ trận, lây lan dịch trong cộng đồng ở mức cao, nhiều ca có thể dẫn tới phá vỡ hệ thống cơ sở điều trị, việc cách ly cần tiếp tục thực hiện nghiêm. Theo Thủ tướng, phải hiểu đúng cụm từ cách ly xã hội để vận dụng đúng trên tinh thần, thực hiện quyết liệt, không được chần chừ. Trước đó, vào hôm 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc trong 15 ngày để kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh ngày một dữ dội hơn. Trước đó một ngày, ông Phúc tuyên bố dịch viêm phổi Vũ Hán trên toàn quốc với yêu cầu cơ bản là dừng vận chuyển công cộng. Yêu cầu cách ly xã hội được thực hiện kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020, sẽ áp dụng toàn bộ cả nước với nguyên tắc như nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất. Trường hợp phường, quận cũng được áp dụng tương đương. Theo chỉ thị của Thủ tướng, yêu cầu mọi người dân ở lại tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa, dừng hoạt động các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Và nguy cơ vỡ trận mà ông Nguyễn Xuân Phúc đề cập đến xuất phát từ việc mất dấu F0, tức là ca nhiễm đầu tiên tại các ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội hay quán bar Buddha ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Công sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Thu, Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cho Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp sự kiện Y tế Cộng đồng Việt Nam vào sáng ngày 2 tháng 4, cho biết đang ở giai đoạn trước, những ca lây lan ra cộng đồng còn xác định được bệnh nhân đầu tiên F0 như trường hợp Trúc Bạch, Hà Nội. Liên quan đến bệnh nhân 17, tại khu vực Bình Thuận liên quan đến bệnh nhân 34, xong, đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, giờ không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên, tức là người đầu tiên đã mang mầm bệnh này, gieo rắc ở đây. Việc không tìm ra nguồn lây nhiễm ở Bệnh viện Bạch Mai là từ đâu và từ chỗ nào chứng tỏ có lây lan trong cộng đồng, và điều này rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, cho tới lúc này, theo ông nói, số ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa lớn. Ông Phu khuyến cáo thêm như sau. Những ổ dịch không tìm được bệnh nhân số 0, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao, nên mọi người dân hãy ở yên tại chỗ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, vào hôm 30 tháng 3, dịch viêm phổi Vũ Hán từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan ra gần 20 quận, huyện. Bệnh viện Bạch Mai hiện đang là ổ dịch lớn nhất của cả nước với ít nhất là 42 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán được ghi nhận ở đây, và con số này chắc chắn không dừng lại. Trong khi đó, ở thành phố Hồ Chí Minh, với giới chức y tế vẫn đang tiếp tục truy tìm những người liên quan đến ổ dịch tại quán bar Buddha, được xác định là một chuỗi lây truyền viêm phổi Vũ Hán với 15 trường hợp nhiễm bệnh liên tiếp ở đây. Và cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phu, việc thực hiện giãn cách xã hội tốt là điều cần thiết trong việc dập dịch lây lan cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Đây là hình ảnh người dân quận Đống Đa tại Hà Nội đang xếp hàng đảm bảo khoảng cách 2 mét với nhau chờ làm xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán. Theo ông Phu, ở giai đoạn này, ngành y tế vẫn tiếp tục nguyên tắc là phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng để dập dịch. Chính phủ yêu cầu giãn cách xã hội cũng là để ngăn chặn người bệnh tiếp xúc với người lành.
Dịch bệnh lây lan qua tiếp xúc gần, vì vậy người dân tuyệt đối không tiếp xúc gần, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét, hạn chế gặp nhau và hạn chế lây truyền. Khi giãn cách xã hội tốt, dịch sẽ không bùng phát lên thành ổ dịch lớn, đồng nghĩa là các đám cháy nhỏ thì hoàn toàn có thể dập được. Phó giáo sư Phu chỉ rõ nguy cơ thêm như sau. Nếu dịch lan quá nhanh, không khoanh vùng được sẽ tạo sức ép rất lớn lên hệ thống y tế. Khi đó tỷ lệ tử vong sẽ tăng cao do bác sĩ không thể dồn sức tập trung cứu bệnh nhân nặng. Vì vậy, ngay lúc này mọi người dân cần ai ở đâu hãy ở yên đó, nhà nào ở nhà đó. Tuyệt đối không đi ra ngoài khi không có việc cần thiết. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết việc mất dấu vết F0 chắc chắn sẽ xảy ra do các biện pháp cách ly chưa hết những đối tượng có nguy cơ. Thực hiện tốt cách ly xã hội sẽ chặt đứt đường lây nhiễm, khi đó nếu F0 ẩn trong cộng đồng cũng không quá lo ngại bệnh lan rộng ra ngoài xã hội. Và để kiểm soát việc cách ly an toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới được ban hành nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, hàng chục chốt chặn kiểm tra y tế đã được lập nên tại cửa ngõ ra vào các thành phố lớn ở Việt Nam. Đây là hình ảnh tổ công tác làm việc xuyên đêm tại điểm chốt cầu Thanh Trì. Các tổ công tác của thành phố Hà Nội gồm Công an, Thanh tra Giao thông, Y tế đã triển khai các tổ công tác túc trực tại 30 điểm chốt cửa ngõ ra vào thủ đô để tuần tra, kiểm soát, thực hiện cách ly xã hội. Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra y tế tất cả các phương tiện ra vào gồm đo thân nhiệt và ghi lại thông tin cá nhân của người tham gia giao thông. Cụ thể, tại hướng từ Hà Nam theo quốc lộ 1A, 1B về Hà Nội, liên ngành thành lập 3 chốt trực bao gồm chốt tại ngã 3, cầu Rẽ, chốt tại trạm soát vé, Liêm Tuyền trên cao tốc Pháp Vân Ninh Bình, chốt quốc lộ 21B, ngã 3 Chợ Dầu. Hướng từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh theo tuyến lộ 5 cao tốc Hà Nội Lạng Sơn về Hà Nội lập 7 chốt, trong đó có các chốt quốc lộ 5, rẽ nhà máy Vinamilk, cầu Phú Đồng, gầm cầu Thanh Trì, hướng đi Eco Park, hướng lộ 18 lối xuống đường Võ Nguyên Giáp. Từ Hòa Bình về Hà Nội lập 3 chốt tại ngã 3 Xuân Mai, chốt kiểm dịch Trương Mỹ và chốt tại đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam ở cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Ngoài ra theo các hướng từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên về Hà Nội cũng bố trí các chốt tương tự ở cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trương Dương. Các tổ công tác có nhiệm vụ chốt trực 24/24 giờ và bắt đầu từ 18 giờ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 15 tháng 4 hoặc khi có lệnh điều động mới. Và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai 62 điểm chốt chặn kiểm tra dịch bệnh trên địa bàn. Đây là hình ảnh lực lượng chức năng đang kiểm tra các phương tiện ra vào Thành phố Hồ Chí Minh trên xa lộ Hà Nội vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Thành Phong cho biết như vậy tại cuộc họp về công tác phòng chống viêm phổi Vũ Hán vào chiều ngày 3 tháng 4 theo Trung tâm Báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra. 62 chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn thành phố gồm 16 trạm chính, 46 trạm phụ nằm tuyên truyền tới người dân các biện pháp chống dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Và Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tuyên truyền cho người dân hiểu đây không phải là phong tỏa thành phố. Bên cạnh đó, ông Phong cũng yêu cầu Công an thành phố mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm trên suốt 4 tháng. Các cơ sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện xử lý triệt để tình trạng người dân tích trữ xăng dầu trong nhà gây nguy cơ cao về cháy nổ. Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp không mang khẩu trang tại nơi công cộng. Thực hiện tốt quy định không tập trung nơi công cộng từ 2 người trở lên. Trong một động thái khác của chính phủ Việt Nam nhằm đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Thủ tướng Phúc và nội các của ông đang xem xét đưa ra gói hỗ trợ được gọi là chưa có tiền lệ cho hàng triệu người Việt Nam. Đây là hình ảnh những người tàn tật, người bán vé số dạo, người ăn xin, lang thang cơ nhỡ rất cần được chính quyền quan tâm giúp đỡ trong đại dịch này. Theo dự thảo nghị quyết đang được bàn thảo tại cuộc họp của chính phủ trong những ngày qua, những đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất hoặc thiếu một việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra sẽ được trợ cấp với các mức từ 500.000 đến 1.800.000 đồng trong một tháng và trong nhiều tháng. Thủ tướng nhấn mạnh không cần hỗ trợ dàn trải mọi đối tượng, đảm bảo nguyên tắc chia sẻ khó khăn, nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm. Trong đó chính phủ chỉ hỗ trợ một phần với mức phù hợp với khả năng và nguồn lực.
Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguyên tắc việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo thẩm quyền, thì người dân vẫn phải tự lực cánh sinh chống chọi lại cuộc khủng hoảng lịch sử có nguồn gốc từ Trung Quốc này. Và sau một thời gian dài ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời huy động tiền tài vật chất của nhân dân trong và ngoài nước, và trong khi đó chính phủ các nước khác đã tung các gói hỗ trợ chưa từng có trực tiếp đến từng người dân của họ, thì chỉ khi đến có nguy cơ vỡ trận thì chính phủ Việt Nam mới bàn tính đến chuyện chia sẻ gánh nặng với người dân trong cơn đại dịch. Nhưng liệu điều này có quá muộn và không như kỳ vọng của trên 90 triệu người dân Việt Nam hay không? Chúng ta cùng đợi câu trả lời từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong những ngày tới đây. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.